chúng ta còn cố tình giết một con vật nào đó mà nó có tánh linh thì nó cũng tạo thành quán kết. Chúng tôi gặp một cái người cách đây mấy ngày. Người này có một cái người, chúng ta đang nói chuyện mà giống như là cái chuyện hơi bị huyền thoại một tí á. Gần như cái sự nghiệp người này là phải bị phá nát với một cái quán kiết. Người này có một cái nghiệp là hay ăn mặn mà hay uống cái máu tươi của mấy con vật. Ghê gớm. Thì lỡ uống nằm cái máu của một con trùng hương á. Và khi nó chết rồi, nó có một cái uất để theo cái người này. Và gần như là người này sẵn sàng giết chồng, giết con của mình bất kỳ giờ phút nào. Tức là lâu lâu quất lên một cái là muốn giết người không, chứ không bao giờ muốn tha. Rồi là xua rồi đẩy người này để đi làm một số công việc. Đang có tiền vậy có thể đem làm một cái gì đó để cho sạch tiền. Những quán kiết khủng khiếp như thế. Tức là khi nào mà người này đọa địa ngục thì nó mới gần như mới chịu dự ý. Thì đây là cái điều rất khó giải. Khó giải. Cho nên cái quán kiết mà do sát sanh đó thì nó khủng khiếp. Và trong Phật Pháp mà chúng ta học rất là nhiều mẫu chuyện, phải không? Ví dụ như chúng ta gặp cái chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong kinh đó, thì chúng ta cũng thấy điều này. Đó cũng là một cái dạng quán kiết. Cho nên cái quán kết của sát sanh đó là cái gì đó mà nó đeo đẳng chúng ta. Nếu mà chúng ta không có đủ cái lực tu mà hóa giải được cái quán kiến này rồi á, thì không thể nói được trong những đời kiếp sinh tử của mình. Đeo đẳng hoài, khi nào mà họ cảm thấy thỏa mãn họ mới buông tha. Còn không thỏa mãn là không bao giờ buông tha. Thỏa mãn là cái gì? Thứ nhất là chúng ta đủ cái đức để chúng ta hóa giải được cái hận thù này. Thứ hai là cái công lực tu hành chúng ta tốt, chúng ta hồi hướng để giải quyết được cái quán kết này. Và thứ ba là phải gặp một vị thật sự đức độ để họ siêu độ cho cái quán kết này. Còn không được ba điều kiện đó là chúng ta sẽ bị đeo đuổi suốt đời này và mãi mãi những đời sau. Cứ lên xuống người này giết người kia giết người nọ giết lại người kia là nó cứ kéo dài hoài, không hết. Do đó thật sự cái chuyện mà ăn mặn của chúng ta nó hết sức nguy hiểm. Chúng ta cũng may mắn là tu tập theo cái kiểu của Đại Thừa, chúng ta ăn chay, hạn chế được cái quán kiết này. Chứ nếu chúng ta mà còn tiếp tục á, nó có những cái loài kiến, ví dụ như loài kiến thôi nha. Trong loài kiến nó có một cái con kiến chúa. Mày kiến bình thường mình đụng tới một hai con kiến bình thường vậy chứ mà không sao á. Nó ít đi, cái quán kết nó nhẹ đi. Những cái loài kiến chúa luôn luôn, những cái loài lãnh đạo của bất kỳ cái loài nào nó đều có một tánh linh cao hơn những loài khác. Do đó mà khi nó bị giết một cái rồi á là cái thù hằn nó rất là lớn. Chúng ta thấy là trôi cái chuyện Tam Quốc đi, Tào Pháo mà giết cưa cái cây thôi đó mà bị quan trái cho tới khi chết, phải học máu chết. Nó ngay cả cái loại cây thôi, ví dụ như trong cái rừng đó mà cái cây lớn mà chúng ta đụng tới là coi chừng có chuyện. Cái loài thú cũng vậy, mà trong những cái loài, ví dụ như chúng ta gặp mà cái loài rắn ấy, rắn mà trong một bầy rắn thì nó có một con rắn chúa màu trắng nhỏ xíu rồi. Như vậy chúng ta có khi bắt được hết nguyên một cái bầy đó rồi, nhưng mà con rắn chúa bắt đầu ra sao đó là nó có khả năng giết mình. Và nếu chúng ta giết những cái loài đó đó thì chúng ta sẽ bị quán kết kéo dài, tức là nó không có tha mình, cái thức nó không có siêu, cái thù hằn nó kéo dài hơn. Thật ra là đụng, nhất là đụng tới loài người á, loài người mà giết loài người thì rất là khó gỡ. Tức là mỗi người không phải là mình tự ra tay giết đâu. Có khi vì tranh giành cái quyền lợi thôi. Mình được cái quyền lợi đó mà người ta không được, người ta có thể tự giận chết với chính mình thì rồi. Bắt đầu mình kết quán rồi đó. Quán này là nhiều đời chứ quán không gỡ ra được. Mình làm cái gì đó để người ta buồn tuổi, người ta ngã ra cho chết vì mình thôi. Vì tiền, vì tình, vì cái gì đó. Nếu mà vì cái gì mà tới mình mà họ phải chết là coi chừng. Rất là khó gỡ. Cho nên cái quán kết, nếu mà chúng ta hiểu được chúng ta rất là dễ sợ. Và ai mà có kinh nghiệm sống chúng ta sẽ gặp cái điều này rất là nhiều. Những bà mẹ đã từng có một lần phá thai thì cuối đời nó rất là đau khổ. Khó có ai yên ở cái phút cuối lắm. Cái dông đó nó hận lắm. Dông rất là hận. Hồi trước không biết là có cái băng nào chúng tôi nói là nếu mà muốn hóa giải điều này á thì người đó phải có một cái lần tôi gặp cái chuyện này, chuyện thật mà khi chúng tôi đi giảng Hà Nội tôi bị hỏi và rõ ràng tôi giải quyết được cái chuyện này.
Bà này là một Phật tử hơn 30 năm rồi. Quý vị không tưởng tượng nổi đâu, là tối bà ngủ á, nó rinh chỏng cái đầu giường cho bà rớt xuống đất luôn. Đang coi tivi nó quào rột rột trong tivi nè, không tưởng tượng nổi không. Bắt máy gì nó cũng quậy hết. Và nhất là tụng chú, nó quậy càng dữ dội thêm nữa. Thế như là 40 năm nay bà kể với tôi là bà chưa từng có một cái giấc ngủ yên. Không bao giờ có. Không ngủ yên được một cái giờ nào hết đó. Chập mắt ngủ là nó không nắm đầu thì nó cũng nắm chân, không nắm chân thì nó giật mùng, không giật mùng thì nó cũng giật mền. Dễ sợ như vậy. Bà kể là bà đã phá thai một lần cách đây 40 mấy năm. Tôi nói là bây giờ tôi thì khác với mấy thầy khác, không có chú, không có thiếm gì hết đó. Không chú không thiếm rồi. Tôi chỉ bà cách làm là bây giờ bà phải lập một bàn thờ liền tại nhà mình. Bà phải cúng mỗi ngày, và mỗi ngày đều đứng trước bàn thờ nó cúng một bữa ăn, và phải năn nỉ nó, phải nói thức, chứ là bà phải khởi cái ý thương nó bắt đầu lập bàn thờ. Và thương thiệt nha, cái đây không được quyền giả bộ nghe chưa. Nếu lỡ như vậy là phải khởi lòng thương giống như thương một đứa con đang còn sống của mình. Và mỗi lần mời nó về ăn cơm là nói với nó rằng mẹ cũng rất là thương con, nhưng mà lúc đó vì cái sức khỏe, thứ nhất là mẹ bệnh hay là vì cái hoàn cảnh gì đó mà mẹ chuộc con, chứ không phải mẹ cố tình giết con. Thì bây giờ nếu mà lỡ con có chết, xin con tha thứ cho mẹ đi. Thì mẹ sẵn sàng làm tất cả những điều lành để cho con, mẹ hồi hướng hết cái phước báo tu tập gì gì đó, chứ là hướng hết gì nữa. Và kể từ đây là có làm chuyện phước gì cũng phải hướng về nó để mà siêu độ cho nó. Và phải cúng ở tại gia đình, ít lắm phải được từ 3 tuần lễ cho tới 7 tuần cho tôi. Thì bà làm, bà về bà lập bàn thờ, kế cái bàn thờ cửa quyền, bà cúng mỗi ngày như vậy. Bà làm vậy, bà năng nỉ, bà nói riết. Và tôi nói là trước khi tới cái bàn thờ cúng nó là bà phải khởi cái tâm thương y như thương đứa con ruột mà đang sống của bà. Bà lo kia như thế nào thì bà bắt lo đứa này giống như vậy giùm. Thì bà làm được. Và tôi nói đúng 7 tuần. 7 tuần là hơi dài, mà kỳ đó tôi nói hình như là 3 tuần thôi. Thì bà liên hệ với một cái chùa nào đó, một chùa nào gần nhất, chùa nào gần nhất cả nhà, xin thầy trụ trì là được đem cái linh dị của nó để thờ trong chùa. Thì cổ cũng liên hệ được một cái chùa và làm được tất cả những điều tôi dặn. Tức là cái ngày cuối cùng trước khi mang linh dị nó đi thì cũng phải cúng giấy đàng hoàng, cúng nó bữa mâm, một mâm cơm cuối cùng. Và nói với nó là tại vì mình công việc rất là bận rộn, không thể thường xuyên mỗi ngày mỗi cúng được. Và nếu mà ngày bận rộn mà mình không cúng được thì con sẽ bị đói khát. Mẹ rất là thương, mẹ không muốn điều này xảy ra. Và thứ hai nữa, theo mẹ thì mẹ cũng không có đủ cái đức để cho con được siêu thoát. Cho nên mẹ muốn con về chùa. Cái chùa đó là phải nói đúng cái tên chùa, đúng địa chỉ, ở xã nào, ở huyện nào, ở ấp nào, đàng hoàng. Và vị thầy trụ trì tên gì luôn. Và thầy trụ trì đã cho phép con vào chùa để nhập chúng rồi. Và lý do về chùa nó có được nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là ở chùa trưa có sức sanh, chiều có thí thực, là con được ăn 2 bữa no đủ. Cái điều thứ hai nữa là tối được nghe kinh để siêu thoát, hoặc là nghe giảng kinh để con được siêu thoát, con về cõi lành. Và thứ ba nữa là trong chúng chùa rất là đông, con sống cũng vui vẻ chứ không có cô đơn như theo mẹ từ trước đến giờ. Vì 3 cái lợi đó mà mẹ đưa con tới chùa, chứ không có ý khác. Phải nói cho nó hiểu, giống như mình giải thích một người hiểu như vậy. Và lúc đó bưng cái mâm cơm á, mâm cơm cuối cùng á, ra cúng đúng ngã ba đường. Từ nhà mình có một cái đường đi ngang là thành ngã ba, thấy chưa? Từ cửa mình bước ra mấy bước cũng được, một con đường đi ngang thì thành ngã ba. Đem tất cả những đồ cúng ra để một cái mâm đó cúng. Và xong rồi là rinh cái linh dị của nó đi thẳng tới chùa luôn, không được quay lưng trở về trong nhà. Và đến cổng chùa thì xin hộ pháp nha. Nhớ cái thủ tục cuối cùng là phải xin hộ pháp á. Xin hộ pháp là ngày hôm nay con dẫn con là tên gì. Mình phải đặt tên trước khi cúng nha. Đặt con tên gì thì chết lúc nào nếu mình nhớ được thì càng tốt. Thì hôm nay là thầy trụ trì ở trong chùa này đã cho phép con đem cái linh dị của con tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó, được vô ở trong chùa để nương chùa mà tu. Xin hộ pháp cho đem con vào. Thì bà này cũng làm đúng thủ tục như vậy và vào xin thầy trụ trì làm một buổi lễ quy y cho nó, quy y dòng.
Và quan trọng nhất là khi đem cái linh lại bàn vong á, thầy trụ trì phải biết. Có nhiều thầy trụ trì cũng biết, cứ làm lễ quy y chánh điện xong rồi đem để bàn vong một cách bình thường, nó không ở được. Cho nên khi mà thầy trụ trì khéo một chút là đem, tôi dặn nhiều cái rất là kỹ, tức là đem cái linh dị để bằng vong, thầy trụ trì mới nói với mấy cái vong mà nó có trong chùa. Mà nói là bây giờ là hôm nay là thầy nhập một cái chúng mới là tên gì, pháp danh gì đó ở trong chùa này, tức là được nương chúng tu hành, thì đề nghị những cái vong cũ là không được quyền hiếp, phải cho nó ở chung, chứ nếu không nó đánh bạc đem đi, không mà ở được. Quy y rồi nhưng mà vẫn không ở được. Thì như vậy là hết liền tại chỗ sau 40 năm hành hạ. Bà rất là mừng, bà điện vô bà báo với tôi, bà nói là thành công rồi thầy, tức là bây giờ con ăn ngon ngủ yên, nó không khuấy phá nữa. Tuần lễ điện vô khóc xíu miếu. Hỏi sao vậy cơ? Nó trời ơi, giờ nó phá lại nữa rồi thầy. Cái tôi hỏi là từ cái bữa đó tới bây giờ con có tụng chú không? Cái cô nói không có. Tôi hỏi bây giờ phải suy nghĩ kỹ là coi có hay không cái đã. Bà nói ừ, bữa hổm tự nhiên cái con buồn, cái con bắt cái bài kinh của ông thầy nào tụng kinh Lăng Nghiêm lên, quậy liền tại chỗ luôn. Tại vì sao? Tại vì sao nó thù chú? Cái gì phải hiểu điều này. Kể từ lúc mà bà bị phái phá là bà đã từng đi rất là nhiều thầy. Mỗi thầy có một cái chú bắt yếm mà trói nhốt nó tùm lum để nó vuột ra được. Bây giờ nó nói tới thần chú nó rất là giận. Tại vì có nhiều thầy sử dụng thần chú để khống chế nó. Nhiều thầy bùa sử dụng bùa để bắt nó nhốt nó. Và nó vuột ra, mà càng vuột ra thì nó càng mãnh liệt hơn, càng vuột ra một lần nó càng mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cho nên bây giờ mà trong nhà nó chỉ cần tụng chú đại bi nó cũng quậy nữa. Miễn là bà mở miệng mà tụng chú là bị nó quậy. Tôi nói là từ đây cho suốt đời cô chỉ biết niệm Phật thôi, cái cô không được quyền niệm chú nữa. Thôi yên luôn tới giờ này, tức là hết luôn. Đó là một câu chuyện có thật. Cho nên cái oán kiết rất khó giải, phải nói như vậy, nếu chúng ta biết cách. Còn không biết cách nó cứ theo chúng ta đời này kiếp nọ luôn. Vì vậy mà cái nghiệp sát sanh, phải nói là nếu mà chúng ta là người Phật tử mà tu từ nhỏ lớn, chúng ta không có phạm, chúng ta tránh né được điều này, thì phải nói là cái nhẹ nhàng của chúng ta trong cái thức ngủ rồi, trong đời này kiếp nọ. Có không nó sẽ kéo mình, nó sẽ làm cho mình khổ y như nó được khổ. Đây là điều rất khó. Ai mà đã có bị quán kiến rồi thì phải khéo khéo mà quá giải. Chúng ta được có cái duyên lành, được một cái dẫn dắt nào đó. Mà đó là một trong những cái chuyện chúng tôi đã hướng dẫn. Cũng như á, thêm mỗi chuyện, cái này nó không phải là quán kiết mà nó có những cái gọi là những cái dông khóa. Này nói chuyện gói âm hơi nhiều. Tiếp theo về chùa hồi mới trụ trì thôi, thì có một cái gia đình chưa phải là Phật tử, cứ mỗi đêm á, thì bà cũng thích đi chùa mà lên tụng kinh, rồi xong rồi về tới nhà mở cửa nghe tủ chén làm rột đổ đồ tùm lum rỗng. Có khi thì thấy đèn hả, mình vừa có văn mùng cái tắt đèn, cái đèn nó nhảy trên nóc mùng á. Bà ngủ không có được, bà nói là chạy lên chùa mấy lần, bà nói là thầy bây giờ thầy có bùa chú gì làm ơn cho con yếm để cho nó đừng có quậy con, chứ bây giờ con không ăn ngon ngủ yên vậy đó. Mới nấu cơm mà để chút cái nó thiêu nhớt lầy luôn, ghê luôn. Tôi thì tôi cũng chẳng có bùa chú, tôi chỉ cách giống như hồi nãy đó, tôi bắt cúng cho ăn tuần thôi, không cần nhiều. Cái lần cúng cuối cùng là đem ra ngã ba đường, và rồi cũng đem lên chùa để tôi giái, tôi đem để bằng vong, rồi là xong chuyện đó liền. Nếu như vậy á, làm vậy nó im hơn là sử dụng cái thần chú để khống chế. Và rất là nhiều cái chuyện như vậy. Cho nên chúng ta kinh nghiệm là khi mà đã mà gây quán kiết với người khác rồi á, thì chúng ta phải có một cái lối hóa giải thực sự tốt đẹp. Mà muốn như vậy là chúng ta trước mắt chúng ta phải thương người đó, để người đó phải nhận được cái tình cảm của mình là mình đang thương. Thì chính cái tình thương mình mà đủ để cho họ có thể tiếp nhận được, thì mới hóa giải được cái ác nghiệp. Chúng ta phải tu làm sao cho tốt á. Tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến họ là chúng ta thương, muốn giúp thôi, không còn ý khác. Mặc dù họ phá chúng ta rất là nhiều, họ có làm cái gì mà gây cho mình đau khổ, làm cho mình thất bại này nọ kia, là chúng ta không được quyền quán ghét. Đừng bao giờ nghĩ trong bụng rằng phải gặp một thầy nào đó phải bắt, phải nhốt mày, tức là rất là nguy hiểm cho mình. Nếu mà quán kiết mà nó theo mình, có khi nó gây chúng ta thành bệnh. Rất là nhiều thầy trị không hết. Chúng ta gặp một cái chuyện này nó ngoài lề, nó không dính với cái chuyện quán kiết, nhưng mà chúng ta xúc phạm quỷ thần.
Tôi gặp một người bệnh mà gặp tôi là cô kể là 21 năm rồi là luôn bị chảy máu từ cửa mình. Nếu mà hồ sơ sắp cái là một đống lên tới một thước mấy, hai thước rồi đó. Thì tôi có chỉ cái cách để làm ha. Thì tôi hỏi rõ nguyên nhân rồi á, thì tôi cho uống nước này nọ kia, tôi chỉ cách để làm và chỉ cái phương pháp ăn theo dưỡng sinh. Ngay ngày sau hết liền cho tới giờ phút này. Và cái nguyên nhân chính là quý vị biết cái gì không? Lúc cô ta mới 19 tuổi thì rất là gắn mắt. Bữa đó một cái gia đình bên cạnh cúng một trái dừa trên bàn ông Thiên, cô lấy cô uống thôi. Là từ đó trở về sau bị như vậy. Tới giờ phút này là 40 mấy gần 50 tuổi rồi. Trái dừa ta cúng ở bàn ông Thiên lấy uống thôi. Đó là xúc phạm quỷ thần. Xúc phạm quỷ thần. Thì trong cái phương pháp tôi hướng dẫn ăn uống xong là tôi kêu cô về là mỗi ngày mỗi ngày phải mua một trái dừa đem ra bàn ông Thiên cúng giấy và xin lỗi trở lại đúng 21 trái dừa cho tôi. Thì từ đó sao hết bệnh. Nó có những cái như vậy đó. Nó không phải, cái này nó không phải là quan kiến, nhưng mà có nhiều khi chúng ta xúc phạm tới những người mà cao hơn mình miếng là mình phải có cái trả lễ đúng như vậy chúng ta mới hết được. Thành ra có những cái mà chúng ta thấy là cái người ta bị bệnh do cái nghiệp cũ thì phải biết cái cách sám hối và phải làm cái gì đó để giải quyết cái nghiệp cũ. Người ta bệnh do cái quan kiết là chúng ta phải biết hóa giải cái quan kiết đó. Rồi bệnh do cái ăn uống, bệnh do thời khí thì tất cả những cái đó là chúng ta phải biết cách hóa giải từng cái một. Chứ nếu không hết tận cái gốc bệnh đâu. Ông thầy thuốc có giỏi gì giỏi, cho thuốc hay gì hay, nhưng mà người ta thuộc về cái dạng bệnh này là tôi chấp. Không bao giờ gỡ ra. Đó là những cái phải biết. Thành ra cái việc quan kiết là cái việc phải nói là rất là nguy hiểm. Và tất cả chúng ta ở đây á, nếu mà cái phước chúng ta trong nhiều đời mà chúng ta chưa có từng một lần sát sanh, chưa có từng giết ai, hoặc là chưa có giết những cái loại thú linh, thì chúng ta yên tâm. Nhưng mình đâu biết mấy kiếp trước mình có làm không. Cho nên khi ra đời này chúng ta gặp những cái chuyện trắc trở trong đời sống này của mình, mình nghĩ là mình nghiệp nặng này nọ kia, chứ không phải chỉ một nghiệp thôi là đủ rồi. Một nghiệp là đủ chúng ta khổ một đời rồi, chứ không phải là nhiều nghiệp đâu. Có nhiều khi nó cứ tác ý cho mình làm bậy, đeo đẳng mình, nó cứ tác ý cho mình nó bậy, mà nó không có đúng đâu, mà làm không có đúng đâu, để rồi mình phải bị người ta khinh khi, bị người ta coi thường, bị thất bại hoài trong đời này, khiến chúng ta làm đâu bị thua thiệt đó, rồi khiến chúng ta làm cái gì đó để chúng ta thành bệnh vân vân. Đó là những cái loại oan kiết. Oan kiết, những quán kiết rất là khó rỡ. Và thứ hai là cái hận thù nó tự quá giải. Thì rõ ràng nếu mà cái thiện tâm chúng ta đủ, nếu chúng ta tu tập tốt, tâm chúng ta mà như hồi nãy Đức Phật nói là không cho bất kỳ một cái niệm ác nào xen vào á, thì chúng ta sẽ từ từ hóa giải được cái hận cũ. Cái hận đó là cái hận ngàn năm gì đó không biết, nhưng chúng ta có thể hóa giải được. Trong đời này có hai cái mà chúng ta khó hóa giải nhất, là một là chúng ta bị người khác thương, hai là bị người khác ghét. Bị người khác quán thì đời đời nó theo nó trả, và bị người khác thương thì đời đời theo kiếm nó đòi. Thành ra nợ gì chứ đừng có nợ tình cảm. Nó tình cảm rất khó trả. Thì á, lúc đầu á, thì rất là thương mình nha. Thương mà mình không đáp trả được, hay là mình làm một cái gì để cho sốc vào một cái là trở thành oán hận liền. Oán hận liền. Và cái món nợ đó là không biết đời nào mới giải quyết cho xong. Cho nên cái quán kiết thấy vậy mà rất là nguy hiểm. Chúng ta tu cố gắng làm sao đừng có để cho hai cái đó nó xảy ra động. Thương quá và thù quá là đừng bao giờ để xảy ra. Và chính lòng chúng ta cũng vậy, đừng bao giờ rớt vào cái vực thẳm này. Chúng ta tu mà chúng ta thù ai quá thì không được nữa rồi. Chắc chắn rằng chúng ta phải theo cái thù hằn này với họ nhiều kiếp. Và để thương ai cũng vậy, cũng phải theo thù hằn nhiều kiếp. Tu làm sao mà nhẹ cái thương, nhẹ cái thù là chúng ta tu tương đối khá nữa. Tức là hóa giải được những cái oán kiết, cái thù hằn trong đời này, chứ nếu không là rất là nguy hiểm. Cái chuyện quán kiến nó rất là nhiều. Phải nói như vậy, chúng ta nói hoài về chuyện quán kiến này cũng không hết. Và trong đời chúng tôi gặp là, phải nói là rất rất là nhiều chuyện quán kiến. Và cái tình cảm cũng vậy, chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Gặp một cái người mà họ chưa bao giờ có cái quen biết gì với người kia, họ đã sống chung trong gia đình rồi, có chồng có con rồi,
Vậy đó mà khi gặp người kia, nghe tiếng thôi chứ chưa có được gặp mặt nữa, là bắt đầu sanh tình ý. Và rõ ràng là duyên xưa nghiệp cũ nó trỗi vậy. Và rồi bắt đầu mọi chuyện gia đình lộn xộn đi, để cho phải đổ vỡ cái gia đình, để rồi phải theo tiếng gọi của nghiệp thức. Thật sự thì cái người đời người ta nói là theo tiếng gọi con tim, chứ không phải đó là tiếng gọi của nghiệp. Tiếng gọi của nghiệp thì đúng hơn. Nên rõ ràng khi nghiệp khởi rồi, phá vỡ hết tất cả mọi cái khung sáo trong đời sống này, họ không còn giữ được cái sĩ diện, không còn giữ được đời sống bình thường nữa, để họ phá vỡ, họ đi theo cái nghiệp. Vì nghiệp nó đã lôi rồi thì khó cưỡng, rất là khó cưỡng. Cho nên cái hai cái chúng ta phải thấy là, một là thương, hai là thù. Đừng bao giờ để cho đậm quá. Ví dụ như có cái cảm mến mà nó phân phớt trong ý nghĩ chúng ta, chuyện đó không có gì. Cái chuyện của thầy trò, cái chuyện của bạn bè, cái chuyện của cha mẹ, cái chuyện của huynh đệ vân vân, tất cả chúng ta nên giữ ở một cái chừng nào đó để công phu chúng ta quá tán được. Cho nên chúng ta thấy trong 12 nhân duyên thì cái ái là cái nằm thứ tư, thứ năm gì trong 12 nhân duyên, nhưng mà nó lại là cái gốc của sanh tử. Một người nào phá hết cái ái rồi thì mới thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Ái thì không phải là thương không, mà là ghét. Ghét nó cũng thuộc một cái dạng ái. Thù và là thương là hai cái mà được xếp vào cái dạng ái trong 12 nhân duyên. Có ái thì tự động có thọ, phải không? Thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Ái rồi có thọ liền. Nên nó là mấu chốt của sanh tử. Thì nó xảy ra những cái quán kiến trong đời chúng ta gặp rất là nhiều. Nếu chúng ta mà chiêm nghiệm một tí, chúng ta sẽ thấy cái quán kiến này nó khủng khiếp. Có người phải bệnh suốt một đời không thầy trị được. Nếu là quán kết, lỡ mà chúng ta có đụng tới ai đó thì không biết thì phải bị. Có người đang sống rất là sung sướng, rồi sau một bữa ăn đã tạo quán kiến rồi thì cái dông nó theo nó phá mình, cho tới mình phải bị tai nạn, mình chết lại nó mới yên. Thật ra nhiều người bị mất tuổi thọ sớm, thay vì họ phải sống 5-70. Nhưng mà ở đây nữa, nếu mà nói về nhân quả, người ta nói mình nói nó lộn xộn nhân quả, nhưng mà thật sự không có đâu. Cái lúc cái thù hận nó mạnh quá, và cái người thù mà nó đủ lực quá thì nó có thể bứt phá mình liền. Tại mình đã phạm một cái mạng quá lớn thì tổn cái thọ mình. Cho nên nhân quả thay vì mình sống 50 nhưng bây giờ 30 mình đã phạm rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chết non. Cho nên cái quán kiến nó ghê gớm, không đơn giản. Nó sẽ làm cho chúng ta bệnh tật, làm cho chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta phiền muộn, và làm mất tuổi thọ chúng ta sớm nếu chúng ta tạo quán kiến lớn. Và cố gắng ở đây Đức Phật nói là cái người nào mà không sát sanh và thiện tâm tốt thì diệt trừ được cái quán kiến nhiều đời rồi, cái quán hận tự quá giải đi, tự quá giải được cái quán hận của chính mình. Và cái điều thứ 9 là không rơi vào đường dữ. Điều này chắc chắn thôi, nếu mà chúng ta không sát sanh thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chúng ta không có rảnh để ghé nó chơi đâu. Trừ trường hợp là chúng ta sát sanh rồi, chúng ta giết người, chúng ta làm đau khổ người khác. Cái nhân quả của địa ngục là gì? Là cái người thường làm đau khổ người khác, thường lừa làm đau khổ loài khác. Đừng nghĩ là chúng ta bóp đầu con kiến nó không có cái nhân quả xấu, không phải đâu. Cái tâm thức của một cái loài nào đó nó cũng biết quý chuộng cái thân của nó, và khi ai cướp cái thân nó có một cái nỗi uất, cái uất đó nó đau khổ vô cùng và uất hận vô cùng. Và cái uất đó nó nuôi lớn từng ngày, chứ không phải nó quất ngang đó. Ví dụ như quất 10 phân thì tới 100 năm nó còn, quất 10 phân không có. Nó phá mình không được, hôm nay cái bắt đầu nó tức lên miếng phá mình không được, ngày mai cái nó tức lên miếng phá mình không được, ngày kia cái nó tức lên miếng. Thì nó mỗi ngày cái tức nó mỗi dày thêm, nó đủ mạnh để có thể nó quật rớt mình. Cho nên nếu mà mình không tạo ác được thì được cái lợi là Đức Phật nói là chúng ta sẽ không bị rơi vào con đường dữ. Không bị rơi vào con đường dữ tức là những cái ác nghiệp của chúng ta không đủ để làm chúng ta đi xuống, mà cái thiện nghiệp chúng ta sẽ đưa chúng ta được thăng tiến như cõi lành. Rồi cái thứ 10 á, là sau khi chết được sanh lên cõi trời. Đây là cái điều mà chúng ta mới nghe, đúng không? Tức là nếu một người không sát sanh mà chết được sanh lên cõi trời là chúng ta mới nghe. Tại vì từ trước giờ là chúng ta làm thiện cái gì mới được sanh cõi trời, không? Nhưng mà kết quả cuối cùng của cái không sát sanh thì chết lại được sanh cõi trời. Chỉ có kinh thập thiện nói thôi, mấy kinh khác là chúng ta không gặp. Rõ ràng khi mà chúng ta có một cái đời sống mà không có thù hằn, ngược lại chúng ta còn thương đồng loại của mình và thương tất cả chúng sanh muôn loài, thì rõ ràng là phước chúng ta lớn để có thể
đi về cõi trên. Thường á là cái tâm niệm của phàm phu của mình á là nó thương đồng loại của mình nó còn chưa thương nổi, đúng không? Bây giờ nổi trong đạo tràng chúng ta thôi, có người chúng ta thương rồi, có người chúng ta vẫn ghét. Nhưng mà cái tâm của cõi cao hơn là họ thương hết cái cõi người của mình. Thành ra khi nào mà mình thương được hết những người trong cõi này là cái đó là thiện tâm, đó là thánh tâm. Cho nên cái thiện tâm đó nó tương ưng với cảnh giới mà chúng ta sắp sửa sanh, đó là cõi trời. Điều này nó rất là dễ hiểu chứ không có khó. Còn bây giờ chúng ta không có thương được mọi người mọi loài thì làm sao chúng ta có thể giúp được người khác mà tạo phước, phải không? Khi chúng ta làm phước tức là chúng ta thương người khác chúng ta mới giúp. Để giúp người này người kia điều này điều nọ tức là chúng ta đã thương người rồi chúng ta mới giúp được. Cho nên cái tình thương nó là một cái nền tảng để đưa chúng ta thăng qua những cái đời kiếp tới. Chúng ta có thể lên cõi trời, chúng ta có thể chứng quả thánh cũng từ cái tình thương của chúng ta đối với người đồng loại và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó, thành ra là cái điều thứ 10 mà chúng ta biết ở đây Đức Phật nói là nếu một người mà tu được cái nghiệp thứ nhất là không sát sanh á thì người đó chết sẽ được sanh về cõi trời. Cho nên không phải là chúng ta làm phước nhiều nữa, phải không? Chỉ cần giữ giới không sát sanh cho tốt là đủ để chúng ta sanh về cõi trời. Hồi trước mình nói là mình giữ năm giới được sanh về cõi người thôi, phải không? Nhưng mà ở đây Đức Phật lại nói là chúng ta sanh được cõi trời, chứ không có đơn giản là sanh cõi người nữa nếu chúng ta giữ giới sát sanh được thật tốt. Đó là 10 điều nếu mà chúng ta hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi chết, sau khi thành Phật thì tùy tâm Phật thọ mạng tự tại. Cái câu này khiến chúng ta khó hiểu à? Tức là nếu mà mình tu cái nghiệp không sát sanh á, thì có 10 kết quả đó rồi. Và nếu như mình hồi hướng về cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là bây giờ mình không sát sanh, mình không hồi hướng cái chuyện bình thường. Mỗi lần mà cái chuyện gì phải đáng giết, ví dụ như giờ con mũi nó chích mình, đáng lý mình đập nó cái bợp để nó chết, nhưng mà thôi mình cúng dường nó giọt máu đi và nguyện đem cái phước báo này, nguyện đem cái phước báo này mình hồi hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đấy chứ, tức là Đức Phật nói là cái phước báo không sát sanh là có 10 cái như nãy giờ mình đang nói, nhưng nếu mà mình biết hồi hướng về vô thượng Bồ Đề thì lại khác hơn. Ví dụ như bây giờ chúng ta gặp một con kiến nó rớt trong cái tụng nước, chúng ta vớt nó ra, đơn giản thôi, vớt một con kiến ra, nhưng chúng ta cũng hướng tâm đến đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nên nhớ điều này, chúng ta cứu giúp bất kỳ một con vật nào trong cái tầm tay, trong khả năng của mình thì đều hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề giùm, đừng có hướng đến chuyện khác. Và ở đây Đức Phật nói là sau khi thành Phật được tùy tâm Phật mà thọ mạng tự tại. Cái này khiến mình cũng hơi bị khó hiểu, không? Tại vì Đức Phật khi mà nhập cảnh giới Phật thì cái tuổi thọ vô lượng vô biên. Nhưng mà ở đây chúng ta, nếu chúng ta có học kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy làm sao? Đức Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài này nọ kia thì phải nói là khi Đức Phật đã thành Phật là thọ mạng bao nhiêu tiểu kiếp, phải không? Rồi chánh pháp trụ đời bao nhiêu tiểu kiếp, rồi trượng pháp trụ đời bao nhiêu tiểu kiếp, rồi mạt pháp trụ đời bao nhiêu tiểu kiếp mới xong một cái thời của Đức Phật đó. Thì vậy là do cái nghiệp mà không sát sanh một đời này của mình á, hoặc là những cái đời kiếp mà chúng ta tu tập để chúng ta hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì tới cái đời nào mà chúng ta thành Phật ở một cái cõi nào đó thì thọ mạng sẽ dài lâu hơn nếu chúng ta biết hồi hướng. Ví dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca chúng ta thành đạo ở cõi Ta Bà này, Đức Phật chỉ thọ mạng có 80 tuổi thôi, thì nếu so ra thì thọ mạng đó nhìn ở một cái mặt nào đó thì cái thọ mạng nó không được dài, đúng không? Nên Đức Phật thấy được điều này, Đức Phật mới dạy tất cả chúng ta khi đã không sát sanh mà còn có thể cứu mạng một loài chúng sanh nào đó, dù đó là một con côn trùng, dù đó là một con kiến, thì cứ hướng thẳng về đạo quả vô thượng Bồ Đề. Tức là nguyện đem cái công đức mà vớt một con kiến ra khỏi tụng nước thôi thì mình cũng hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề đi. Thì khi mà chúng ta thành Phật ở một cõi đó thì cái thọ mạng chúng ta sẽ dài, sẽ dài. Và dần dần không phải là đến khi thành Phật đâu, mà tất cả các đời đều như vậy hết. Nếu chúng ta liên tục nhiều đời không sát sanh thì sẽ có những cái lợi ích như vậy để chúng ta thấy. Cho nên đó là một cái giới không sát sanh thôi
mà trước chúng tôi giảng trong cái lục độ Ba La Mật, nếu quý vị có nghe thì đủ để có thể đưa chúng ta tới thành Phật. Mà nếu mình nói điều đó thì cũng rất là khó có người tin. Đến đây Đức Phật lại nói Đức Phật nói rõ hơn. Đức Phật nói nếu mà không sát sanh mà hồi hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề thì sẽ đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề rồi, tức là chứng quả Phật rồi. Và lại còn thêm khi mà thành Phật trong cái cõi đời đó thì cái tuổi mạng, cái thọ mạng của cái cõi đó nó sẽ kéo dài hơn, nó sẽ được tự tại theo ý muốn của mình. Thực sự thì tất cả các vị đã chứng quả Phật thì tức là đã chứng được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì người đó sẽ chứng được tứ nhị ý túc. Mà người đã chứng được tứ nhị ý túc thì có thể kéo dài thọ mạng. Nếu như mà hồi xưa mà A Nan biết thỉnh Đức Phật thì chắc chắn là giờ này Đức Phật sẽ còn. Nhưng mà lý do là Đức Phật đã nói ba lần với A Nan: này A Nan, cái người chứng được tứ nhị ý túc là người có thể kéo dài thọ mạng từ 100 năm, 1000 năm, 1 tỷ năm, vân vân. Nói lần thứ nhất A Nan cũng không biết cái gì, nói lần thứ hai A Nan cũng chẳng có biết cái gì, và nói lần thứ ba A Nan cũng đính thinh không biết cầu Đức Phật. Tức là Đức Phật gợi ý để cho A Nan cầu, tại vì lúc đó Ma Ba Tuần nói là báo với Đức Phật là tuổi thọ Đức Phật đã hết, đề nghị Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì trước khi Đức Phật xả bỏ cái thọ mạng của mình, Đức Phật nói với A Nan ba lần. Người lúc đó ngài A Nan giống như bị ma ám không biết, để thỉnh Đức Phật. Cho nên trong thập nguyện phổ hiền chúng ta là có cái thập thứ bảy phải không, là thỉnh Phật trụ thế đó, thỉnh Phật trụ thế, tức là thỉnh Phật trụ thế dài lâu. Nói thì như vậy là cái điều thứ nhất mà trong 10 điều thiện chúng ta đã bàn qua là có 10 cái lợi ích như thế để chúng ta phải biết, và cố gắng là chúng ta khi mỗi một lần làm điều thiện Đức Phật nhắc nhở là phải cố gắng hồi hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nên là chúng ta thấy rằng trong bất kỳ cái hành động sống nào giữa đời này, chúng ta nên hướng thẳng về đạo quả vô thượng Bồ Đề, tức là hồi hướng được cái quả vị thành Phật. Làm cái gì thì cũng nguyện đem hết cái công đức tu hành của mình, nguyện đem cái phước đức mà mình đang làm là có nhân tố tốt để đưa mình tới đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ chúng ta đừng có hồi hướng nửa đường, hay đừng có cầu là mình được bình an, mình hạnh phúc, rồi gia đình mình giàu có, con cái mình gì gì, mấy cái đó nó ít ỏi, nó nhỏ nhen lắm. Đức Phật gợi nhắc sau khi một cái việc sát sanh là Đức Phật đã gợi tới một cái điều cao để cho chúng ta phải biết. Thì hôm nay chắc chúng ta ngưng cái thời nói chuyện ngang đây. Trong đạo tràng có ai có thắc mắc gì không? Ai có thắc mắc gì chúng ta cứ được quyền hỏi không sao đó. Sau mấy tháng là tháng 12, 3 tháng rồi chúng ta mới gặp lại. Sau cái Tết thì quý vị tu có gì tiến bộ hay hay không? Nếu không có thắc mắc chúng ta nghỉ ha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn phòng khách giải lao ban chung cổ cho ba hồi chung cổ. Chúng tôi thông báo là cái